bạn ơi, bây giờ mình vừa mới làm cho vợ một cái nhá. Ngon. Này, tiếp theo là Echo đang làm cho mẹ ăn nha. Bố vợ đang ngon nhắc mình. Mẹ vợ mình đang ăn tiếp nha các bạn. Đậu mắm tôm. Trời ơi. A few moments later. Rồi ha. Xin chào mọi người, là em đây, anh Chiếc. Joe and Chiếc, cuộc sống ở Thailand 50 người. Hôm nay em là gia đình bố vợ của em ngồi ăn cơm ở nhà của em nhá. Hôm nay là bố đi chơi nhà em nhá. Không, không. Bố. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Ok, là hôm nay anh Châu sẽ là món mắm đổ tôm Việt. Bún. Đậu. Mắm tôm nhé mọi người. Nó có này, rau, có mắm tôm, có bún, có thịt cả là thịt heo, đậu phụ nhá mọi người. Là hôm nay cho bố ăn lần đầu nhá mọi người. Bên này là bố chưa ăn lúc đầu nè. Như này lần đầu của bố. À, bố đói chưa? Hiểu nhá. Ok. Không hỏi bố đói ở không đói là cho bố ăn xem nhá mọi người. Đã nhiều lần chế biến các cái món của Việt Nam là lạ để cho bố mẹ vợ được thử nha các bạn. Em chép ăn thử đi. Chép lại thử đi. Em ăn thử nhá mọi người. Còn dầu kim mới đây không? Còn dầu cao kim mấy? Kim à? Đâu rồi? Bây giờ em chép sẽ thử món này nha các bạn. Bún đậu mắm tôm. Thì em chép ăn nhiều lần rồi. Nhưng mà mỗi lần là Châu hay đưa em chép đi ăn dở quá nữa các bạn. Còn hôm nay là Châu tự làm ở nhà để chép. แฟนคลับ มาจังเลยค่ะถ่ายแล้ว โอเค các bạn ơi, bây giờ mình vừa mới làm cho bố vợ một cái nhá. Ai Châu làm cho bố vợ em ăn nhá. Nhân chấm. Nhân chấm bơm. Này, tiếp theo là Ai Châu đang làm cho mẹ ăn nhá. Bố vợ đang ngon nhé mọi người. Bỏ cơm tháp. Mẹ.
Mẹ vợ mình đang ăn tiếp nha các bạn. Mắm đậu mắm tôm. Trời ơi. Em chắc thèm không? Em thèm, tại em làm cho em hơn. Em làm em cho làm em cho Hoàng. Phẹt em đói bụng quá nha mọi người. Mình thấy chú đang ăn. Không kinh mệt đi. Bố bảo là không sót kinh mệt. Ê chú là ăn to quá. Ok cả nhà ơi. Fan club. Tôi tưởng tên là mày fan club. Đây rồi. Mời cả nhà nhá. Cùng mời cả nhà. Ăn món bún đậu mắm tôm cùng Châu nhé cả nhà. Ngon không đấy Châu? Ngon. Ngon. Tự làm tự ngon. Tự làm tự ngon nhá mọi người. Ok, tiếp theo cho em chép ăn đi. Em chép đói rồi nhá. Bà ba này. Mời cả nhà. Bà ba. Ngon. Bố vợ bị nghiện cái món mắm tôm này các bạn. Mắm tôm. Bố vợ thích lắm. Thích món tôm. Em chép ăn cơm thôi. Ok, em ăn cơm nhá mọi người. Đây là lẩu thái. Đây nè, lẩu thái quả kia đình ta. Nếp chấm cay cay ngon ngon. Chua chua. Ốc hương nhá mọi người. Này là thịt heo. Này là cái rau nha mọi người. Ok, ta ăn cơm nha mọi người. Đây các bạn ơi, bây giờ em chép đang làm lẩu thái nha các bạn. Lẩu hải sản. Lẩu hải sản nha mọi người. Thế nào em chép bún đậu mắm tôm? Hả? Bún đậu mắm tôm có ngon không? Có ngon. Em thích ăn quá, bình thường là em thích ăn mùi. Bình thường là ta ăn ở quán nhỉ? Bình thường ta ăn ở quán Bangkok nhá. Ta ngồi là ta ăn. Bây giờ đang Covid. Anh Châu làm cái nhà cho anh. Chúng có bị như thế này. 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 Chúng có bị như trời đang mưa nên là mình không nhóm bếp được là nhóm bếp được nên là phải dùng một cái nồi nướng ở trong nhà. Múc ở đó phải dùng bên này. Ui, cho mở thịt, cho mở tung đi. Cho mở thế này. Hôm nay gia đình mình hay quay những cái cảnh ăn uống. Bởi vì là dịch bệnh đi đâu ở nhà nên là quay những cái cảnh ăn uống cho mọi người xem thôi. Mở tung đi, bịt tung đi. Họ chưa mở cửa để Châu có thể đi làm du lịch để quay những cái điểm tham quan đẹp đẹp cho mọi người xem á. Nên là đợt này chỉ có quay nhiều rồi gia đình ăn uống rồi này nó kia cho các bạn xem cũng nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng gia đình ăn cơm nhá, mời cả nhà nhá. Ok mọi người ơi, lần này là gia đình em ăn xong rồi nè, ăn cơm xong rồi. Hôm nay